chẳng sáng chào ông bà cô chú. Con mời ông bà cô chú ăn bóng ngô, con mời mẹ ăn bóng ngô. Ừ. Rồi ăn gì nữa? Con ăn cái bóng ngô này xong rồi con ăn cái này nè. Ăn cái gì? Cái này nè mẹ. Kẹo hả? Dạ. Con dẻo hả? Nhưng mà mẹ không muốn ăn cái này, còn cái này cho mẹ. Ừ. Bây giờ mẹ ăn cái này với con à? Con nha. Cái này để ngày mai ăn hả mẹ? Đúng rồi. Mẹ con ăn đó nha. Mình ăn nhín nhín mình để dành. Thì mình ăn nhiều mới mốt lấy đâu mình ăn. Đúng không? Dạ đúng. Ừ. Con yêu mẹ. Ừ, yêu con. Đây. Cái món bỗng ngô này là cái món khoái khẩu của mẹ nè. Cái món này món của con đó mẹ. Ừ. Rồi. Cho con đó. Quá nhiều quá mẹ. Mấy chân nướng. Mẹ ăn nha. Dạ. Mình mời cả nhà nha. Bỗng ngô thơm ngon. Bỗng ngô thơm ngon rồi ăn nha. Thơm thơm ngọt ngọt giòn giòn béo béo. Ăn này mà mốt chắc mập lăn luôn à. Đi không nổi luôn. Ăn ngon đồ ngọt hả? Ngon quá. Thơm. Mẹ ơi, mẹ ăn mẹ mấy một cái hả mẹ? Không đâu, xin xin mẹ. Mẹ. Sao lại ăn nhiều vô đây? Dạ. Ừ. Đây, mẹ. Nói nha mẹ. Ừ. Mẹ nhiều, mẹ bự rồi, mẹ phải ăn nhiều chứ. Đây nữa, còn nữa nè mẹ. Ừ. Đây. Cảm ơn con. Mẹ ăn đi. Ừ. Con mẹ. Ngon không? Bún ngô này nó làm nổ không cái nào đường. Ừ. Cái này á, cho đường vào em. Cho thêm màu sắc vào đây em. Rồi xong rồi. Cái là nó lên bỗng ngô, cái bỗng ngô nó cái nhảy lên. Xong rồi bỗng ngô nó xong. Nó xong rồi đó mẹ. À vậy hả? Sao con biết hay vậy? Ừ, đúng rồi. Sao con biết? Con biết thôi mẹ. À, này con xem trong phim hoạt hình Kiki Miu Miu là bỗng ngô đúng không? Đúng rồi mẹ. Ừ. Chú Đào bán đó mẹ. À, chú Đào bán bỗng ngô á hả? Đúng rồi mẹ. Rồi con ăn kẹo ấy, kẹo nào? Kẹo gấu ha. Con muốn ăn cái kẹo này. Ừ, để ngại hả? Dạ. Mẹ cũng muốn ăn nữa. Đây, còn cái cho mẹ nữa nè. Ừ, cảm ơn con. Hai mẹ con cùng ăn nha. Ừ, kẹo này nó dẻo dẻo, thơm thơm. À, được rồi. Đây, của mẹ. Ừ, cảm ơn con. Dạ. Đúng rồi, thơm ngon mà lại nha. Xanh xanh đỏ lỗ trẻ nhỏ phái mẹ. Ừ. Thì con phái không? Dạ phái. Ngon quá à. Nè vô. 1, 2, 3, vô. Ngon quá kẹo nãy lần bạch nha. Kẹo nữa là nó làm bạch nha hả mẹ? Ừ. Mẹ ơi, cái này ăn cái bóng ngô ngon đó mẹ. Ừ, ngon hả? Mẹ ăn cái này. Một miếng đi. Ngon mẹ. Ngon, ngon. Cái này ăn cái bóng ngô, ngon tuyệt luôn. Bóng ngô nó giòn giòn, thơm thơm. Ăn no thôi, không ngán. Bóng ngô dễ ăn. Kẹo cũng dễ ăn đó mẹ. Ừ.
Còn cái này cái gì đây? Cái chai hả? Không phải không mẹ, cái này là... Đúng rồi, cái này giống cái chai nè con. Cái này thịt rau câu á mẹ. Ừ, thịt rau câu. Thịt rau câu vô tay á mẹ. Ừ, cái này cũng ăn vô tay nha. Đây là cái kéo chỗ cắt ngang nè. Mình cắt cho con ha. Dạ. 1, 2, 3. Rồi nè. Rồi kẹo để qua ăn bên đi, rồi ăn sau. Dạ. Mình ăn mỗi ăn cái thứ thôi. Rồi để kẹo qua đi con. Rất ngon quá ha. Con mẹ cũng ăn thử miếng coi. Cái này là hương chanh dây. Đó. Nè, hương dâu tây. Chải kìa. Ừ, mày để hành mẹ lao con. Nặng cái này nặng nó lên nè. Mát quá. Cái này cũng là chân dây mà mẹ. Nó không phải là con hương dâu tây á. Cái này em bé nít rất là mê. Để mẹ lao cái bàn cho. Đó. Ngon không con? Ngon. Hồi nãy con xem phim hoạt hình gì vậy? Phim hoạt hình con bị con quên này. Đốm hả? Đúng rồi mẹ. Bữa nay em đốm làm gì rồi? Em đốm ăn cướp của ba bác gì con không biết đâu. Em đốm làm gì? Hái ổi ăn ổi mẹ. À em đốm vô vườn của bác, em đốm hái ổi ăn hả? Đúng rồi mẹ. Rồi không nói gì rồi mẹ. Hả? Không rồi bác gì vàng vàng á. À thì mẹ chỉ biết bác thôi chứ mẹ đâu biết bác gì đâu con. À bác vàng á mẹ. Ừ, bác vàng hả? Đúng rồi mẹ. Mẹ ơi, cái này phải ăn không nổi rồi mẹ. À ăn mà đưa mẹ ăn cho. Thì giờ ta ăn kẹo. Ừ, cứ ăn kẹo đi. Ăn kẹo xong rồi con lại ăn cái này. Ừ. Thấy lạ lạ ham vậy chứ. Ăn bao nhiêu đâu. Ăn bỏng ngô vẫn ngon hơn. Bỏng ngô vẫn thơm ngon hơn. Ăn bỏng ngô tốt hơn. Hút gì ạ? Ăn tuyệt vời luôn hả mẹ? Ngon quá. Mẹ ngồi mẹ nhâm nhi. Rồi để cho mẹ, để cho mẹ cho con. Mẹ. Ừ. Thôi, con ăn món ngô. Rồi con ăn đi. Mẹ con thấy mẹ ăn cơm mắc cỡ à. Thôi mắc cỡ. Cười mẹ. Ừ. Cười mẹ mới mắc cỡ. Mắc cỡ là cười mẹ hả? Dạ. Kể chuyện mẹ nghe. Đi học vui thế nào? Cô có dạy con hát gì không? Dạ không mẹ. Có dạy bạn gì không?
Học có chơi gì vui không? Dạ. Không có chơi trò chơi không? Dạ không mẹ, không phải không có chơi trò chơi, chỉ chơi được chơi á. À chơi được chơi hả? Rồi ạ. À. Ơ có sao? Được chơi á, được chơi mình xin xem súng mẹ. À. Con chơi với bạn nào? Bạn em. Con chơi với bạn không kia không biết bạn gì á. Con không nhớ tên bạn hả? Đúng rồi ạ. Rồi hôm nay bạn Thư có đi học không? Thư á mẹ. Ừ. Có mẹ ơi. Thư có đi học. Rồi bạn Xuân đi. Có luôn. Bạn Yến nó nhà bạn Yến nó có đi học đâu. Hả? À, bạn Yến không đi học hả? Đúng rồi mẹ. Ở nhà không biết bạn Yến vì sao mà bạn Yến cứ ở nhà hoài á mẹ. À. Con hiểu rồi, bạn Yến bị bệnh á, bạn Yến không đi học được. Vậy hả? Ở nhà hoài buồn nó không có bạn chơi. Ừ, mai mốt bạn Yến hết bệnh thì bạn Yến đi học với con. Dạ, bạn nói chơi con, bạn nói giỡn con đó mẹ. Ừ. Mẹ ăn không cho mẹ miếng nữa nè. Đâu? Ừ. Cho mẹ hết cái hũ luôn đi. Ha. Dạ. Mẹ đưa tay vô. Rồi, thôi con ăn đi. Nói mẹ là đưa tay vô. Nữa hả? Được rồi, từ từ. Đây. Rồi, nói vậy thôi chứ con ăn đi. Để dành cho con á. Dạ. Ăn hết rồi. Con không có, con ăn tự nhiệt con. Dạ. Mẹ ăn ké của con thôi, mẹ ăn lấy vị chứ mẹ không ăn lấy bị. Mẹ ăn xem có ngon không thôi. Mẹ ơi, mẹ ăn mẹ gớ luôn hả mẹ? Mẹ ăn miếng nữa mẹ ăn. Mẹ ăn miếng thôi, mẹ không ăn nữa đâu. Mẹ mới ăn cơm hồi nãy mẹ no quá. Con có ăn cơm hồi nãy ăn no luôn. Cơm đâu mấy hai miếng luôn. Mẹ con ăn. Con no chưa? Mẹ ơi. Thôi. Con với mẹ cũng no ở nhà. Con mẹ cũng no. No phải không? Dạ. Con lấy nhiều đây con ăn luôn. Rồi. À, ăn no rồi làm sao? Con nuốt mẹ. Ăn mất ngay em nuốt xong mà lại muốn ăn nữa. Bụng thì no quá à. Mẹ ăn thêm miếng nữa ha. Mẹ ơi, mẹ ăn đi đây xong rồi cái là để trong tủ lạnh. Ăn không hết để tủ lạnh để dành ăn tiếp đúng không? Dạ. Rồi ok. Con nuốt rồi đó mẹ. Rồi, nuốt rồi làm sao? Dạ không ăn bà cô chú. Cô chung bà cô nhiều chú nhiều sức khỏe ăn cái cây hận nha. Bye bye.